Xin chào mọi người. Hôm nay dịp cuối năm thì mình về được một trong những cái mẫu đồng hồ rất là đặc biệt của Victorinox. Đây là chiếc Diver Master 500m, một trong những cái mẫu đồng hồ dành đặc biệt riêng cho thợ lặn chuyên nghiệp. Toàn bộ thân vỏ đồng hồ đều làm được làm bằng titan. Và cái đồng hồ này ngoài cái mức chống nước đến 500m là mình có thể lặn bằng bình oxy. Thì cái tính năng gọi là khủng khiếp nhất của nó là tính năng về dạ quang. Cái đồng hồ này có cái mức xa dạ quang sáng thuộc dạng siêu khủng khiếp. Và đây sẽ cho mọi người xem. Đây là mình đã bật đèn ở trong nhà rất là sáng rồi đấy. Nhưng mà khi mà mình dí vào đèn để lấy năng lượng thì mọi người sẽ nhìn thấy là cái dạ quang của nó sáng như thế nào. Đây là cái dạ quang của nó sau khi đã có hấp thụ năng lượng ánh sáng của đèn thôi chứ chưa phải đến mặt trời. Nên chúng ta có thể nhìn thấy là cái mức sáng của nó khủng khiếp như này. Và cái mức dạ quang này có giữ được rất lâu, tầm 4 đến 5 tiếng. Nếu ban đêm mà bạn soi nó sáng mà bạn để nó trong phòng ngủ mà tắt hết đèn đi thì có khi nó lại thành đèn ngủ của mình cũng nên. Cảm ơn mọi người.